Xin chào các bạn. Hôm nay tôi lại rất vui được đồng hành cùng Tipka TV để trao đổi với các bạn về cái bồi thường bảo hiểm vật chất xe cơ giới của các công ty bảo hiểm hiện nay. Đó là tôi nói về cái mức độ bồi thường về vật chất xe. Thì bồi thường, mức độ bồi thường về vật chất xe cơ giới hiện nay thì người ta có thể chia ra là hai cái mức độ. Đó là mức độ bồi thường tổn thất bộ phận và cái mức độ bồi thường tổn thất toàn bộ. Thì đối với bồi thường tổn thất bộ phận ấy thì là như thế này này. Thì khi mà không may mà xảy ra tai nạn ấy, mà thiệt hại nó chỉ là nhỏ lẻ thôi, cái chi phí sửa chữa không lớn ấy, nó chỉ là thay thế một vài cái bộ phận của chiếc xe ô tô ấy, thì công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho bạn số tiền để bạn là thay thế cái vật tư phụ tùng đó, hoặc là để sửa chữa những cái gọi là bẹp méo về phần thân vỏ của chiếc xe đó. Thì đấy gọi là bồi thường tổn thất bộ phận. Tức là cái bồi thường này là cái chi phí sửa chữa và khắc phục nó thấp thôi, nó không đáng kể. Thì đối với trường hợp bồi thường tổn thất toàn bộ thì là như thế này. Nếu mà không may mà gặp tai nạn, xảy ra vụ tai nạn, mà vụ tai nạn rất là nghiêm trọng, cái chi phí để sửa chữa chiếc xe đó, người ta tính ra ở một cái gara nào đó, người ta tính ra là chi phí vượt lên quá 75% giá trị của chiếc xe ngay tại cái thời điểm xảy ra tai nạn ấy, thì lúc đấy công ty bảo hiểm bắt đầu xem xét cái phương án gọi là bồi thường tổn thất toàn bộ. Thì sau khi xác định được chi phí rồi, là chi phí sửa chữa chiếc xe đó là trên 75%, thì họ sẽ trao đổi với cả chủ xe. Trong trường hợp này chúng tôi sẽ giải quyết bồi thường cho toàn bộ cái giá trị chiếc xe của bạn ngay trước cái thời điểm xảy ra tai nạn. Ví dụ chẳng hạn xe của ta có giá trị là 1 tỷ, ngay tại cái thời điểm mà xảy ra tai nạn đấy thì công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho bạn 1 tỷ đồng và công ty bảo hiểm sẽ thu hồi cái chiếc xe đấy về để công ty bảo hiểm bán thanh lý để giảm trừ cái tiền phải bồi thường. Thế thì vậy thì ai sẽ là người xác định giá trị của chiếc xe tại thời điểm xảy ra tổn thất? Đó là công ty bảo hiểm hay là chủ xe, người mua bảo hiểm? Thế thì trong trường hợp mà hai bên mà lại không thống nhất được cái giá trị xe tại thời điểm xảy ra tổn thất ấy, thì hai bên người ta sẽ phải thống nhất họp lại để tìm ra, chỉ định ra một đơn vị thứ ba có đầy đủ chức năng đánh giá, xác định giá trị của chiếc xe tại thời điểm tổn thất để làm căn cứ giải quyết bồi thường sau này. Vậy là tôi đã trình bày với các bạn về nội dung của bồi thường tổn thất bộ phận và bồi thường tổn thất toàn bộ đối với bảo hiểm vật chất xe cơ giới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.